Sài Gòn Sunrise. Mình đang đứng trước quán cà phê Út Lành số 283/37 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cái video này thì mình làm theo đơn đặt hàng của một người anh ở bên Mỹ, đó là kỹ sư Dương Trung Hiếu. Thì mong rằng cái video này sẽ là một cái thước phim giá trị cho anh Dương Trung Hiếu và cho những người Việt kiều xa xứ, người Việt Nam mình ở nước ngoài có một cái chút kỷ niệm nào đó để nhớ về quê nhà. And soft.
2 năm hả? À. Mà sao toàn đồ cổ không vậy ta? Dạ mấy cái đồ này mình sưu tập với lại đồ ở nhà mang lên. À, sưu tập. Cái nhà này á là hơn 100 năm. À. Nhưng mà mở quán cà phê là được hơn 2 năm. Tức là cái khu nhà này là nó cũ từ xưa tới giờ luôn. À cái nhà này được 100 năm. Ủa hai tháng nữa là đập bỏ luôn hả? Đồng 5 năm nhưng mà bây giờ họ coi bói họ bảo là không xây thì không được, thế họ đập ra họ xây nên trời uống vậy này đang cái này buồn. Đang buồn cô cũng đang buồn giờ có chuột gì
quay phim chụp hình thì vài tháng nữa thôi thì cái quán cà phê Úc Lành đã bị đập bỏ rồi. Như cô chủ quán có nói đó, chủ nhà này họ nói phong thủy đó, họ đập họ bỏ, cho nên là một cái công trình kỷ niệm của Sài Gòn chuẩn bị mất đi rồi. Ủa họ đập họ làm gì cô, họ xây gì cô? Mua họ không bán. Dạ. Yeah. Mua họ không bán. Dạ. Yeah. Họ bảo người ta thầy bảo là phải xây nhà. Dạ. Nghe thầy. Dạ. Bảo mua cái đồ này nó tốn tiền lắm. Đúng rồi. Nó không có như mấy cái đồ kia, như cái đèn này con biết mua mấy trăm ngàn cái bóng đèn này. Đúng rồi, tay đồ cổ. Bây giờ con đi mua cũng chẳng có thôi, thôi. Cô mua mãi mới được có bằng đấy. Dạ. Không còn chỗ nào có bóng đèn. Tay đồ cổ không mà. Kìa mà kiếm không ra, vấn đề kiếm không ra chứ không phải là tiền nữa. Tiền. Mấy trăm ngàn nó cũng không có gì nhưng mà kiếm không ra. Đúng rồi, con bảo kiếm không ra chứ không phải là tiền. Cho nên là cô cũng buồn. Mà nói họ bảo ấy thì hết hợp đồng mà không kịp. Buồn quá ha. Này nhiều người lắm á, ở Việt Kiều, nhất là Việt Kiều á, họ đi họ xa xứ á, họ cứ nói tới dùng cái quán này quay lại với nhớ. Mà bây giờ chuẩn bị đập bỏ rồi, cho nên ai có đi có nhớ cái quán này thì tranh thủ với nhau mọi người, chứ chuẩn bị xong phim rồi. Chuẩn bị đi đúng nghĩa là đi vào dĩ vãng rồi. Hai tháng nữa là đi về dĩ vãng rồi. Yeah. Cô buồn lắm chứ. Yeah. Cô mà nghe tin này cô buồn. Yeah. Cô chả muốn làm. Kỷ niệm nào thì cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Nhưng... làm cho bài tên một khúc cô bài hát điểm xưa. Thôi nhưng mà tiếc thiệt. Tiếc. Bây giờ không có nữa đâu, tiền không có mua được những cái này đâu. Dạ. Yeah. Đúng rồi, một là thật luôn chứ. Cái này là thật 100%. Chứ là cô mua thêm chẳng hạn bàn ghế mấy cái bàn đấy đó, vậy yeah. Cô nhìn cho nó ấy thôi chứ còn cái này là còn xưa ấy. Dạ. Yeah. Tiếc quá. Và có ông anh á, ông nói nhớ cái quán này quá, tao đi bao năm tao nhớ quá tới thì mày quay làm tao cái gửi tao coi với anh không tới hoài lần khác mà tới cái đây cả 10 năm trước rồi. 10 năm trước tao đã có cái quán này. Ủa cái nhà này nè, nhà thôi. Vâng. Chứ còn 10 năm trước cô mới mở có 2 năm. Dạ. 10 năm về trước này chắc có nhà. Dạ. Nhà mới của mấy cô giáo á. Dạ. Nó lúc còn này chứ mấy hay ví dụ năm sau tới là đâu còn nữa đâu. Nhà ở đâu? Con bên Đa Cao á. Chỗ Thị Nghè á, chỗ ông Viên á. Rủ bạn bè đến cho chụp hình để gặp mai mốt nữa. Không còn, không có nữa. Dạ. Không có để mà chụp hình nữa. Dạ. Con tên Tân, cô tên gì? Cô tên Thu. Dạ. Đây, mọi người có về nước có nhớ quán Úc Lành thì mọi người tranh thủ tới nha mọi người. Chứ cô Thương, cô chủ quán nói là đã gần tới lúc mà cái ngôi nhà cổ này bị đập bỏ rồi. Bị đập bỏ rồi. 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 Đập bỏ rồi.
Should
birds that e'er I've had, they're sorry for my going away. And of all those sweethearts that e'er I had, they'd wish me thành. Cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và các bạn.